Hello, chào cả nhà đã quay lại với kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh và đã ủng hộ kênh và đã chia sẻ kênh của mình nha. Thì hôm nay mình cũng lại đi hốc ong nữa anh em. Mà mấy anh em đi móc dừa cái cũng có phát hiện một cái tổ ong trong cái gốc dừa chết á, có điện mình ngày hôm qua. Thì hôm gài mưa quá, nay nó trời nắng nó cũng đẹp luôn cả nhà. Này trời nắng đẹp. Thì mình cũng đang đóng thùng cho mấy anh em. Nhưng mà nay bỏ đi, đi bắt về mới đóng gói gửi cho anh em. Thì đồ nghề chuẩn bị sẵn, nhà thì bề bộn quá anh em ơi. Mình đi đóng thùng sẵn, đồ nghề mình chuẩn bị sẵn, bây giờ làm cái nhét vào và đi thôi. Để mình chạy ra ngoài kia mình, này cái máy cưa này nha các bạn. Còn đây thùng bên mình, thùng nhựa nha. Này có màu mới nè, nay mình đi hốt cái màu mới luôn. Này thùng nhựa. Này nhựa là nhựa Lactic, nhựa Golden nha các bạn. Để mình vô nhớ cái máy, cái bộ đồ mình sẽ đi rồi để mình bắt sắc bằng xem nha. Không biết ổ ong này như thế nào. Tại mấy em tả thì nói là nó dễ hốt lắm, mà không biết làm sao. Này, cái máy này là mình vô nhớt đây nè nha các bạn. Mình bơm nhớt vô đây xong gắn tay cầm vô. Nói chung có cái máy này đi bắt rất là khỏe. Bơm nhớt vô cho nó đầy này cái nó đi à. Đây nè. Đấy, bơm nhớt đầy, đóng nắp lại là đi nha các bạn. Ok, rồi. Lên được. Đây, mình tới chỗ rồi cả nhà. Này được cọt nó dẫn mình đi cái ổ ong nè. Cái này giống nè. Nó chìm chèm không có đóng. Cái này vừa thì quặng da đỏ lắm. Quặng dài không? Dài. Dài. Đây vừa nhóc nè. Móc đem qua này hả? Đây móc vừa nha cả nhà. Giật cái trên cây giật xuống, vừa khô giật cái trên giật xuống. Đây hơi bị xa nha. Nhưng mà với miền Tây mình thu hoạch vừa khô là chấp cái cây tre. Cái tre lên giật này mới vừa tơ này thì khỏe, một cây một tới. Một cây có cái này là tới rồi. Lâu lâu mới gặp được cái gốc vừa mục. Ui cha. Đang gốc vừa ra cái nha. À gốc này hả? Thơm vậy. Này chứa chắc 2 lít rượu này thôi. Ôi 2 lít gì? Một... cho mày 5 lít rượu luôn á. Nó mà 2 lít rượu. Ôi tèo thơm cả nhà. Cái này nhanh gọn lẹ, sáng không ăn chơi luôn. Ok, xách máy ra là chơi. Ôi chỗ này cũng lâu rồi. Vậy. À. Ok, chơi nè. Xin được chủ nhà cả nhà. Cái này cần gì đục, cái dao, cái búa, đồ bổ cạch cạch cái ra. Này cọt bẻ cái bể luôn à. Đó, này chơi thùng mới, màu mới luôn nha. Đây. Đây nha. Một ai. Ngủ rồi. Còn cứng mà. Nó một ngoài lớp da. Có một ngoài lớp da. Nó còn cứng ở trong à. Trời ơi, chặt xuống cái con gì sẽ chữa rồi. Đu. Trời ơi, nó mập kìa, ông nội mẹ ơi. Con đuông nè. Đâu mà đồ cái gì mà còn đuông. Trời ơi. Nó ăn chứ. Ăn. Xịt sữa con hả? Nè. Nè, trời ơi, ngon quá. Trời ơi. Rồi nhóc luôn, cái nhóc kéo luôn nè cọt ơi. Nhóc luôn. Đâu mới nè nó bọc lên đứng. Trời ơi con đó béo lắm á. Còn nữa đó. Còn nè, bươi vòng vòng ra là còn nè. Còn. Còn kén. Đủ mồi luôn á cọt. Làm nãy dập hết con rồi cọt. Có mồi nhậu rồi anh em ơi. Có mồi này. Đây 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 đây.
vô à, vô à, vô à, vô à, vô à, vô à. Ôi ơi, đừng có chửi thề vô. Được đáng quay phim vô. Trời ơi, ơi, vô à, vô à, vô à. Đấy. Trời ơi. Nãy nái không? Nè, đây kén nữa nè. Ngon vậy. Vậy. Vô à, vô à. Rồi nó cạp cái dừa nè. Cạp năng nó. Bùi cái mấy như này nha, còn nữa là nha, còn ấy. Giờ không dám bữa, bữa thì nó bể nó. Mình đây, mình đây, mình đây. Nó cạp nè, sáng sáng. Ừ, cái này nó ra nè. Ừ. Này, thấy cái đầu này nó ra nè, vậy là tàu này lâu lắm rồi nè. Ê, con này con sùng không phải. Tại mình không để ý nó nè, đúng không? Ừ, mình không để ý nó. Nè, đáng lấy cái lỗ này nó ra. Như đây, để hết sao? Hết rồi. Được mấy con. Trời ơi, nó ăn bột chiên cái tới một chuyện á. Hết rồi. Mấy con thì sao? Ok. Có mồi, có mồi, có mồi. Hết rồi, ở dưới này hết rồi. Đó, anh làm hết con này. Đứt hết. Bởi vậy uống đâu có biết. Nè, chặt bể luôn nè. Trời, sữa không luôn. Mấy thứ gì chị nói. Trời ơi. Hết rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tị ngang cái dừa này, mình chơi lật xuống mình chẻ nó ra. Lấy máy. Thử cắt ngang này thử. Nó cứ ngắt luôn cái bộ. Bỏng rồi. Được, trẻ trẻ. Chưa lên tới đây đâu. Nó buồn, nó buồn quá, nó buồn. Rồi làm việc đi, để tao làm việc đây. Để mình nghiên cứu và mình xử lý thằng này coi các bạn. Nó đóng cho tới dưới này. Ok. Tới đây, tới đây. Rồi, để mình khui ra thử rồi coi tới đâu nha. Nó túa ra anh em ơi. Lấy cái giò lại. Đây mà lấy giò lại hồi mình thu quân nha. Cái này thu quân rồi bá cháy của chát. Không biết bọng nó tới đâu thôi. Còn nữa nè Tọt ơi. Được một con nữa. Nó đi bóc dừa rồi anh em này. Để mình chẻ từ từ em. Mình lấy cái khẩu này cho nó gọn. Nó không bị hư. Chưa ăn cơm luôn cả nhà. Nó một rồi, nó một rồi. Chơi cái máy. Nó ra luôn. Quên đây gắn cái cầm vô cũng được. Không biết nó bọng tới đâu thôi. Lụm nè. Đâu nhóc luôn nữa. Đây con, đây con.
cầm ở trong này là nguyên một cục quá tay cả nha. Mình chẻ nó ra. Dạ nó mục mà. Mục ở dưới đỏ trên nó chưa. Dạ. Nó bu dữ lắm. Nó bu à. Rồi ok. Em đi chạy bụi ra. Ôi mục khá lớn nè, lấy cái thùng nhỏ rồi cả nhà ơi. Bầu diều quá trời cái bầu diều à. Tắt nó ra cái coi. Mình không dám cắt sâu, mình cắt diều dừa thôi. Ui đây nguyên cục trứng. Nguyên bầu diều, nguyên cục trứng đây nè. Ok. Lụm đầu nó thôi cả nhà ơi. Dạ con quay phim. Dạ. Mình nha các bạn, này là màu mới nha. Màu này đẹp. Quá trời, quân nó đông hì hì luôn. Đây, một trứng chúa. Có một trứng chúa cho anh Hùng nữa rồi. Có một trứng chúa cho anh Hùng. Mình có cái kèo để dành trứng chúa với lấy ít ong vô cho nó sưởi ấm cho anh Hùng. Mình gửi ra viện quân cho anh Hùng hổng la chiếu. Một ít quân sưởi ấm. Miếng kèo mình chét chét vô cho dụ cho nó vô. Chú này đa số nằm cục trứng non nhiều anh em. Không biết có trứng chú nào nữa không. Này gần tách quân rồi cả nhà. Gần tách bầy rồi. Anh xui con chú nằm đâu đây. Chúa trước à. Lâu lâu gặp được kèo thơm cả nhà ơi. Con nó bò lẫn nhánh hết đây. Rồi cho mày qua bên đi. Tính cục này quá trời ơi. Wow.
nó mục mà nó bọng ở trong này cả nhà. Hai miếng mật vô cắt cho nó dễ nè. Mấy con nhộng này anh em bắt anh nhớ lấy ra mấy nhộng bể để nó bị thối ấu trùng. Mình một hồi mình sẽ có cách chỉ thối ấu trùng cho anh em. Nó về nó hay bị úng bị thối trùng, mình sẽ có cách chỉ nó. Đây mình bắt nè gà, bắt chúa đi rồi mình sẽ tính chỉ cho anh em cách mà chỉ con cái thối ấu trùng, ngừa bệnh thối ấu trùng nha. Cục này nó dính trong này, trời. Mình cố gắng mình kiếm đường mình cắt nó ra, đừng cho nó dính mật. Mật nó dính nó ướt nó dễ bị thối ấu trùng lắm anh em. Dạ, cái cục dính nào này hơi khó xử nha ta. Khó xử nha cả nhà. Nó dính tùm lum la đây nè. Đừng lấy, hạn chế dập cái trứng nha. Dập trứng non là dễ bị nhất. Đâu rồi, ra đây. Rồi mình bẻ cục trứng non vậy luôn rồi. Để vô đây. Để vô đây, tới cục này. Cái nào dập quá bỏ luôn nghe nè. Bây giờ mình kiếm con chúa trước đây nè. Thẳng mà cái coi. Cái bọng nó lên tới, nằm tới bầu diều dưới này thì ngon quá. Mình sẽ bắt nó dễ dàng hơn. Con này nó hơi khó bắt cái nha. Lấy buộc là phải dập trứng này. Mình gán kỹ lưỡng đừng cho nó dập là được. Rồi dập rồi. Xé luôn rồi. Xé luôn rồi. Nó dính đào tẹo nó không thèm ra. Cái này đúng lấy cái thùng lớn. Ấu lớn thì lấy thùng nhỏ, ấu nhỏ thì lấy thùng lớn. Chúa đâu rồi? Này khó lắm cái này. Đây 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 nè, em chúa nó nằm trong này nè anh em ơi. Con chúa nhỏ xíu mà đẻ sai cái ớn luôn. Đây nó đây, nó đây, nó đây, đây. Nó núp trong cục trứng gà cả nhà. Ok ok. Nó cũng có con gà. Rồi thả vô nó đi. Rồi, đây mình xử lý mấy trứng này nữa là ok. Đây có gà có non sẵn rồi. Mình sẽ lấy cho nó ít phấn dệt mặt. Đây chỗ này. Mình cho nó qua một cục trứng non. Mình sẽ bò qua bển. Cho ít phấn dệt mặt nữa là ok. Rồi cục mặt nào ngon ngon coi nhấp ở đây nè. Mình đưa vô là mình thu quân nó thôi. Những cái chùm mới làm được mấy cái chùm mới nè nên dán như này. Phấn mặt đây. Còn chui ham chui chóng làm nữa. Dán nó vô trong đó. Cái bên đây là nó cái mật, mình sẽ dán cái mật vô ăn sao. Mình cố gắng lấy cho còn nguyên nha. Mình cố gắng lấy cho còn nguyên. Mình sẽ dán nó vô đây nè. Mình sẽ lấy phấn nguyên nữa nè. Được một cục phấn ngon nha cả nhà, khô queo luôn nha cả nhà. Đấy, mình kiếm cục mật làm sao nó có cục mật nào ngon ngon không.
khui khui nó ra thôi. Mệt thì không thấy cục nào ngon, phấn thôi. Cục nào nó dần dần ướt nhẹt lên như này nè. Có phấn, có mệt. Có ông chúa, có ông non, có trứng gà luôn. Rồi lại phấn nó vô đây. Dục vô đây hết rồi nè. Bắt bây giờ mình sẽ thấy mày ai thu quân đó. Như đây mình thấy đủ rồi. Ok. Kéo đây mẹ. Này có cái dồi đâu rồi. Cái dồi này là lợi hại nhất nha cả nhà, mà nó bể mẹ. Mình sẽ dán vòng vòng nha. Không, không, không dính kìa, không dính kìa. Có keo nó chịu dính. Có keo nó chịu dính. Ông mà không ăn sáng luôn cả nhà, không ăn sáng đi bắt luôn, lát gì ăn sao là đau bụng tử chết luôn. Nhờ có mật ong này uống chị đau bụng tử nhưng mà cũng chết, ghiền cái này là chết sớm. Em lấy ít keo cho vào chăm, lọ này keo kinh khủng. Ướt rồi, ướt mặt rồi, ướt mặt chút đỉnh. Cái hồng nó khô, sạch sẽ, về nó dọn dẹp tội nghiệp. Mấy ông ngoài tự nhiên này dự trữ keo nhiều lắm. Còn như mình sẽ chét cho nó hết. Lấy keo cho nhẹ. Có một ít. Ít keo này nó lấy vô cho nó sửa tổn, nó lẹ. Càng nhiều keo càng tốt. Cố gắng lấy keo cho nó. Đi về khỏi nó không đi lấy keo. Con khỏi luôn. Nghe, nghe ốc ơi. Ông nghe được hả? Đang hút ông. Ủa, ông đâu? Dưới khóm 7 nè, còn cái chỉ dưới này trong góc vừa một ngổ nè, chạy xuống hút này gần rồi rồi. Ấy đi cho chạy ra. Đây, con kẹo nhóc luôn cả nha. Chết hết rồi, cái này cho nó nha. Keo nhiều thì tốt. Đây, keo vô. Càng nhiều càng tốt. Anh dự trữ keo một quầy dùm này quá trời quá đất trong này nè. Rồi, ok, mình sẽ thu quân nó được rồi cả nhà. Mấy keo cũng nhiều nhiều rồi. Lót keo này hơi cứng, keo vô u nè, để à cái màu xanh xanh là cái vô u này nha, chết quanh đây. Ok, thu quân đó. Xong rồi. Chỉnh cái này cho nó ngay nè.
xíu xẹo. Trứng nó còn non quá trời, nó còn non, cái sao thu nó non này. Mà mình thường thường mình không thu được con non, mình phải thu con già nhiều nhiều vô với lại phải chơi trứng già lại. Rồi mới đây bị động nước gì trong này cha. Báo hại rồi. Mấy này dán dính dữ lắm rồi nè. Động hơi nước. Đây đây đây, quên mình còn cái này nữa. Mình còn cái này nữa cả nhà. Rồi sáng mình bỏ đâu rồi. Mình còn một thứ nữa. Đâu rồi ta? Đó, mình nhớ có bỏ bịt chống ẩm vô nữa. Chắc ở ngoài xe rồi. Để chiều về mình bỏ vô các bạn. Nó mình có bình thường mình đem bịt chống ẩm nè, mình bỏ vô chống ẩm. Rồi, bây giờ mình sẽ thu quân nó thôi. Này để lên đây là thu quân. Mình sẽ về lối cũ. Rồi bây giờ mình sẽ xử lý cái này nè, sau khi mình xử lý xong rồi cả nhà. Trời ơi, nó hì luôn nè, đông quá trời luôn, nó vô nè, kinh khủng luôn, quá trời quân. Con này đau quân thiệt, nó bay theo mình dữ lắm. Để mình né chỗ khác nè, mà đi đâu nó bay theo đó. Nguyên ngủ tớp nó nghe mùi nè. Mình lấy cái nắp xong dục con đâu cái mất mẹ này, giờ đi kiếm nữa nè. Nè được mới rồi nè. Quá ngon rồi em ơi. Búa chưa còn bệnh chưa chảy ra. Qua chảy chảy thuốc bệnh qua còn nữa. Ở trọng trọng á. Đi lấy búa kìa. Đi búa kìa. Nè đây nó vô nè. Vô hì hì luôn nè. Nhiều mất nhiều chứ. Nó còn bay ngoài hì hì nè. Cái ổ này gần tách bầy rồi, quân nó đông lắm. Nè nó vô được mớ rồi nè. Chú nhỏ xíu mà đẻ ghê luôn. Lấy búa qua xử mình đây. Đấy à. Mình đi xuống dưới kia. Này đi dưới ổ ong dưới mà bữa hôm mình bắt không được á. À, tao số nó trẻ nó nằm trong này nè, nè nó ăn guồn guồn trong này nè. Giờ trẻ này ra coi còn nữa không thôi. Nè nó mấy cái lỗ này nè con. Nè nó vô lỗ nè con. Nè con này nè nè thấy không? Quá rồi. Con này ăn được không ta? Không biết nữa, sữa không mà không biết ăn được không mà. Ăn được không nữa, thấy ngộ quá. Đó giờ chưa ăn con này nữa. Nó trong này thằng đen cán nữa nè. Trong đen cán nè. Dạ con bắt được rồi. Rồi sáu ơi. Nè bà qua đây coi đuông nè. Con nào không lấy nãy nè con nữa. Nó ăn vườn dừa bà banh luôn. Nãy bên kia một mớ rồi, đưa nó cắt mớ rồi đó. Nó ăn ở dưới ăn lên. Rồi bắt đầu nó còn cái sóc nè con. Dạ. Kén kén nè, có. Nè, có kén là có hả? Đâu có để ý đâu. Đâu trời ơi, tối ngày tao mình thấy tao có đi ít ra vườn lắm mẹ tối ngày. Con này hư tiêu rồi. Ê, rồi. Con này ăn sung. Nó đón nó làm, nó đón không đến. Con này con kiến dương, nhộng con kiến dương. Ừ. Nó khoét dừa dữ lắm. Vậy là bắt được con chúa rồi đó hả? Dạ rồi. Mấy con, có con hả? Con à, ổ con. Con à. Con vậy đó hả? Giờ con đang trẻ này. Nhà chỗ của củi bà là ổ đó, ổ con mập. Chỗ nào? Của củi á, đây nè. Nhà củi đó, chỗ chuồng heo đó là ổ con mập. Quá anh ba mà, quá anh ba tận. Nhưng mà nó đóng vô đó là nó không có mập bằng nó đóng vô. Vô thùng. Vô thùng. Vô thùng con nuôi chân tầng nó mập nhiều hơn. Ôi trời ơi, tao nói thiệt tụi mày ha. Tối ngày cũng có ra giường lắm. Mày chắc hết rồi. Cút bình đó đó, cút bình đó đó. Trẻ khúc đó ra. Thải Dũng đi. Dạ dạ. Coi có con nào cho chết luôn. Để đây con ấy, con lát Thải Dũng cho. Sợ Thải Dũng mà khó bằng bụng quá. Có bụng thiết gì con ơi, giờ có bồi gì được không? Mỗi lần bồi chứ giờ hết bồi. Bên này cứng à, ăn bên kia. Ăn bên kia. Mềm nè. Á. Nó mềm. Mấy mái trẻ luôn đi. Mái gì? Rồi bắt ông chúa vậy làm cái gì? Con về con nuôi chơi cho đẹp nhà mà. Con nuôi trên cái hàng rào á, nghe không?
kiếm này. Nó vô cái gì nó vô được. Không có ai con ơi. Nhiều quá. Cứ ngắt. Đó, nó cứ vậy nó rồi lấy cái nhíp đó gắp lửa từ con. Đây, dục dũng nè. Cho mày chết. Lửa từ con. Chứ đâu có ai được. Rồi, được mớ mồi đó. Cái con này bỏ. Ừ, con đó đứt coi bỏ đi. Dạ. Quá trời luôn. Nè nó đang vô nè. Vô quá trời cả nhà. Nó còn bay ngoài đông lắm. Nãy giờ mà nó vô được mớ nè, đen nè. Để mình sẽ thu hết quân nó luôn, cố gắng thu hết quân luôn. Rồi thôi mình chờ chút xíu nó về. Thôi mình xin kết thúc clip nha. Ở nhà xem clip có hay thì cho mình like, nhấn nút chia sẻ. Ở nhà có mua thùng thì liên hệ số điện thoại màn hình mình nha. Rồi chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà clip sau.